Nãy nó vuột dây mà nó chạy đi chắc khoảng xa khoảng 2 cây số à. Chạy lúc tì tì trên kia mà nó chạy dài, lúc kia nó chạy dài xuống đây mới nhờ mấy anh em vòng vòng cột con bò lại giùm. Nói chung con bò này đẹp. Giờ bác Tài đang chạy xe xuống đặng cho nó lên, giờ vô phương. Hello, xin chào cô chú anh chị và quý bà con đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hôm nay em đang đến tại địa phận ấp Tân Bình, xã Tân Thanh, huyện Nhông Trơm, tỉnh Bến Tre. Đi tới đây xe hư mất tiêu rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Đi bộ mồ hôi mồ kê nhễ nhãi nè. À, mồ hôi mệt. Nói chung là đi bộ mà dẫn thêm chiếc xe nữa, nó nặng trời ơi, xe hư đạp hoài không nổ. Thì bây giờ em có đến cái địa phận này, đến nhà của chú Bảy để ghi hình đang bán giùm cho chú bộ mẹ con với con nghe đực, cô chú anh chị và các bạn. Bộ mẹ con đực ngang đó, thì giá cũng rất là yêu thương. Thì cô chú anh chị và các bạn nào xem video cảm thấy thích thì có liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại em để trong hình. Và bây giờ mình đến với nội dung ngày hôm nay, và mong là cô chú anh chị hãy đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo của em nha cô chú anh chị và các bạn. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo. Cũng như là ai mà cảm thấy thích cái video của em, thích cái chương trình của em thì hãy ấn vào một like ở dưới video như thế này để ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới, tạo một cái diễn đàn cho cô chú anh chị mua bán khỏi mất thời gian để chúng ta đi tìm kiếm nha. Rồi thì bây giờ mình đến với nội dung ngày hôm nay, mình bắt đầu với nhà của chú này, chú anh chị và các bạn. Chú anh chị các bạn, thì hôm nay em có đến nhà của chú Bảy. Rồi em đi hành đăng bán giùm cho chú con đực kem hết biết vàng xương của chú anh chị các bạn. Con đực này để giống là khỏi chê luôn á, để làm bò nhảy á, đẹp cực kỳ luôn. Bò này cỡ 1m1, 1m15 gì đó. Bò nhìn thấy vàng xương khủng khiếp không. Bò này đăng lên là cô chú anh chị mua liền, lật pin hết biết. Đây nè, con đực, bộ mẹ con nữa nè. Mẹ con đực kem luôn. Đực kem giờ tách ra khoảng 21 triệu ạ. Đó. Đây con mẹ. Mẹ này là mẹ bò bô nha cô chú anh chị và các bạn. Chân móng nè. Đó, không? Móng sò chân đứng thẳng ha. Bò mẹ này đẻ mấy lứa hả bảy? 3 lứa. Bò mẹ đẻ 3 lứa hả bảy? Thì con bò này chú bơm tinh chưa? Đây con chú anh chị các bạn. Thì con bò này chú nói là bơm rồi hả? Bơm rồi thì 20 ngày rồi. Bơm rồi 20 ngày. Bò này chú bơm bò gì vậy? Bơm bò kem luôn ha. Rồi chú giờ chú muốn bán nhiêu đâu chú, lại đây chú nói lớn lớn cho bà con nghe để con biết. Bò bự ghê. 45 hả? Mẹ con này chú kêu 45 tẹo hả? Rồi còn con này 45. Con đực kem này nhiêu chú? Nó lớn lên chú lại cc đây nè, chú nói lớn cho bà con nghe đại ơi. Đực kem là lực hết biết của chú anh chị bạn. 45. Đực kem này là 24 năm. Còn bộ mẹ con kia 45. Đây. Mẹ sanh lứa thứ 3 của chú anh chị bạn. Bơm tinh rồi, bơm tinh nãy chú nói bơm tinh nhiêu ngày rồi chú? 20 ngày. 20 ngày hả? Đây của chú anh chị bạn. Con đực kem. Mẹ bò bô. Bộ mấy con này giờ chú Bảy bán với giá là 45 triệu chú anh chị các bạn. Đó, bò sái bớm hoàn toàn nghiêm chỉnh nha, bò bự con. Đó. Bò mẹ bự. Bò con cũng lực, tướng cũng pin bò. Bò con này giờ tách ra khoảng 21 triệu. Đó. Thì cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình nha. Còn con đực kem này chú Bảy, giờ con đực kem này chú có bớt giá không? Chắc cứu luôn. Vậy đó, hỏi bớt. Bò đực hết biết của chú anh chị các bạn. Bò đực lực ghê gớm luôn á. Quay cận cảnh cho cô chú anh chị các bạn coi nha. Xương của nó nè. Nè, nhìn thấy vàng xương không? Khủng khiếp không? Mặt nè.
đầu chuỗi tướng nhìn thấy ghê gớm không, 24.500.000. Nói chung là giá này thì cũng hợp lệ đó. Bò này là lực, nếu như mà trong trại bán thì con bò này bèo lắm phải 26 triệu chú anh chị các bạn. Nếu như mà cô chú anh chị đã có những người đi vô những cái trại bò mua thì cô chú anh chị biết những cái giá, thì cô chú anh chị em quay lên thì cô chú anh chị biết liền. Con bò này nếu như mà trong trại á, trong trại bán nha, những cái trại bò bán á, con bò này á là phải 26 triệu chú anh chị bạn. Tại vì con bò này nó pin nó lực bự dữ lắm nha. Đó, nhìn thấy con bò là mình biết rồi. Nhìn thấy dàn xương không? Khủng khiếp. Cô chú anh chị bạn thấy không? Đó, đít nè, hết biết không? Con này để tướng làm bò nhái nè, hết hết ý luôn. Quá trời nó lực cái dài. Không, nhìn tướng đứng. Con này ở trong trại bán là phải 26 triệu. Chắc giá luôn không bớt hả chú? Chắc giá luôn. Giá nó về bèo nữa. Dạ. Yeah. Đực kem. Bộ mẹ con này có giá 45 triệu chú anh chị bạn. Đây. Mẹ bự nha, mẹ bự tàn. Đâu chú Bảy lại đứng sát sát vô đây coi thử con coi cho bà con biết coi thử cái con bò này nó bự cỡ nào chú. Đó chú đứng sát sát lại đứng cặp mé ăn đực nghe à. Bò mẹ bự con lắm nha cô chú anh chị các bạn. Nó thì cô chú anh chị các bạn biết rồi, chú Bảy đi lại gần đó chú Bảy đứng thì cô chú anh chị biết con bò mẹ này nó bự cỡ nào ha. Bò mẹ bò này là con bò bô, bò hóc môn đó cô chú anh chị các bạn. Bò này là rúng là đầy đủ nha. Nó rúng là chân móng nè. Đó. Bò này là đang ôm con thứ ba. Đang đẻ con thứ ba nha cô chú anh chị các bạn. Đó, dai lực ghê không? Bò bô mà thì cô chú anh chị biết cái dòng bò bô này thì nói chung là đó. Còn con đực này giờ tách ra khoảng 21 triệu, còn bộ mẹ con mà bán với giá 45 triệu thì cô chú anh chị biết là cái con này chờ tách ra bèo cho nó 20 đi. Con mẹ còn 25 triệu ta dư mua. Đó, thì cô chú anh chị biết rồi. Giờ cô chú anh chị thấy con bò nghé cái thôi. Con bò nghé cái cỡ này là cũng có 20 triệu rồi. Mà con bò mẹ chà bá vậy mà bao lòi vô lú cho cô chú anh chị các bạn luôn mà. Bò mẹ con 45 triệu sao không dám mua đúng không? Đó, thì cái giá phải gọi là rất là hợp lệ nha. Thì cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình. Ha. Đó, một chút xíu nữa thì em sẽ quay cận cảnh cái chiều cao gửi đến cô chú anh chị các bạn luôn. Nè, coi sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Bò này nói chung là nó dễ lắm hả bay? Dễ. Bò mẹ nè, bơm tinh rồi, bò mẹ láng lình luôn thấy không? Nó bò mẹ rất là láng lình. Đó, bò mẹ bơm tinh rồi 20 ngày bơm kem pháp luôn hả chú? Đúng rồi. Sao chơi kem pháp không? Ở đây cũng hai kem pháp không nè. Tại con này là con nga, cái con của con Redman trong chuồng chú phải không? Ừ. Bò này hết biết cái dàn xương. Bò con Redman nhìn thấy biết liền. Đùi hết hàng. Nè cô chú anh chị các bạn. Bò mà của con bò Redman đẻ ra nè. Cô chú anh chị nhìn thấy không? Lỗ tai to, xương sóc to, nhưng mà con cái dòng Redman nó đẻ thì nó hơi thưa con, nhưng mà đẻ con rất đẹp. Còn này là con bò bô đẻ nè cô chú anh chị bạn. Nó con bò bô, cái dòng bò bô này nó đẻ con nhạt lắm. Là mỗi năm mỗi con luôn á. Nhưng mà nó đẻ con nó không có được mướt bằng cái con Redman. Redman đẻ con xương cối nè cô chú anh chị bạn thấy không? Đó. Con bò này giờ chú Bảy muốn bán với giá là 24.500.000. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình nha. Bò đực này giờ trong trại bán là phải bèo phải 26 triệu. Nói chung là em cho cô chú anh chị bạn, em làm chương trình cho cô chú anh chị các bạn tiếp cận được nhà vườn. Nó tiếp cận được cái hộ chăn nuôi để chúng ta có thể mua, chúng ta phát triển kinh tế nha. Cái giá thành thì nó cũng chú nói chung là rất là ok, rất là hợp lệ. Em vô em thương lượng giá sẵn sàng cho cô chú anh chị các bạn hết. Thì mình mua cái con giống á, thì mình nên chọn những cái con giống đẹp như thế này. Ây, hết biết bò đực. Bò này 24.500.000.
Đó. Mẹ bồ đang bự con ghê luôn cô chú anh chị bạn. Bò nó bèo lắm, 2m3 bò. Nghe chú ơi. Ờ nghe 18 tẹo 5 tâm á, nói nó đứng kế bên cái con mà điểm mi á. Bắt lộn bò chết luôn à. Lì à, ông cho mình nhăn đi hả? Ủa nó đi được không? Nó trời bữa hổm đi lấy thiếu nè mà hết 4 tầm rồi. Bữa hổm bò đi Đức Huệ đó. Lì à, kêu nó lên tới chỗ à. Ừ. Thôi đi. Đây chú anh chị các bạn. Xin lỗi mọi người, nãy giờ em nghe điện thoại của cái chú chạy xe tải. Chú này là chú em chứ không phải là chú lớn nha, chú lớn em không có dám ho. Đó. Cái ông tài xế bắt đài này là em của em. Đó. Rồi cô chú anh chị bạn thấy không? Nói chung là con bò mẹ này bây giờ chú lại đây, chú cầm cái thước giùm con cái chú. Đây con đo đây, cái máy quay chứ lộn, chú qua đây nè, đừng đi trước. Khuất cái màn hình nó chú cầm nè, đừng khéo lấy ngón tay này chú. Đó, chú cầm hai tay chú nhìn vô đây nha, chú thấy không? Đó, chú đừng có lật cái máy xuống. Nó dịnh nha. Để cái máy CC xuống vậy nè, nó. Nó chú thấy không? Đó, con đi tới đâu cái chú quay tới đó nha. Ví dụ con đi cầm cái thước con quay tới đâu cái chú cầm cái máy nè, chú nhích qua nhích lại vậy nè. Đừng có rung nha ông, sáng làm sĩ nào chưa? Đây chú anh chị các bạn. Bây giờ em bắt đầu em lấy cái thước này để em đo hẹo thử chiều cao quen thuộc như là mọi ngày em đo cho chú chị bạn coi nha. Bò này vàng xương khủng khiếp chứ. Bò này 1m15 của chú anh chị bạn. Còn con này là 1m04, đực nhỏ này 1m04. Còn mẹ để bây giờ em đo thử cho cô chú anh chị bạn coi nha. Bò, nói chung là con bò này nó thấy cái thước nó sợ thì em nhắm độ khoảng 1m3 bò cô chú anh chị bạn. Bò mẹ bự con nha. Rồi ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trong hình. Và bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Mà mọi người hãy nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo của em nha mọi người. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Tại vì nó thấy cái thước nó sợ nên em nhắm phỏng phỏng luôn, bò đã chắc tầm khoảng 1m3 bò.